Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. 2.000 quả tên lửa tới tấp nã xuống Israel, theo Aviv phản đòn, cả thế giới sẽ phải kinh ngạc. Căng thẳng tột độ với Azerbaijan, phòng không Iran chuẩn bị gì trước cuộc chiến đang cận kề? Và sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. 2.000 quả tên lửa tới tấp nã xuống Israel, theo Aviv phản đòn, cả thế giới sẽ phải kinh ngạc. Theo ước tính của ông Godin, sẽ có khoảng từ 1.500 đến 2.500 quả rocket tấn công sang Israel mỗi ngày trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Hezbollah. Israel không muốn chiến tranh với Hezbollah, nhưng sẵn sàng đối mặt với khoảng 2.000 quả rocket mỗi ngày từ phong trào vũ trang này nếu xung đột nổ ra. Đó là thông tin được một quan chức quân sự cấp cao của Israel chia sẻ với hãng thông tấn AFP trong cuộc xung đột kéo dài 11 ngày hồi tháng 5 vừa qua giữa Israel và Hamas ở dải Gaza. Các tổ chức vũ trang Palestine đã bắn khoảng 4.400 quả rocket về phía nhà nước Do Thái. Hệ thống phòng thủ Iron Dome, vòm sắt của quân đội Israel đã đánh chặn thành công khoảng 90% tên lửa hướng đến các khu vực dân cư và chỉ có chưa tới 300 quả rocket tấn công được vào những khu vực có người dân sinh sống. Các thành phố như Tel Aviv và Ashdod đã chứng kiến số lượng hỏa lực lớn nhất trong lịch sử Israel bắn về phía họ. Uri Godin, chỉ huy bộ tư lệnh phòng thủ nội địa của quân đội Israel cho biết, chúng tôi đã chứng kiến mật độ hơn 400 quả rocket bắn về phía Israel mỗi ngày. Ông Godin nói rằng nếu xảy ra xung đột hoặc chiến tranh với Hezbollah, trong tương lai chúng tôi dự kiến số lượng tên lửa từ Lebanon bắn sang Israel mỗi ngày nhiều hơn gấp 5 lần. Theo ước tính của ông Godin thì sẽ có khoảng từ 1.500 đến 2.500 quả rocket tấn công sang Israel mỗi ngày trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Hezbollah. Ông Godin cho biết cuộc chiến với Hamas vào tháng 5 năm 2021 là lời cảnh tỉnh đối với Bộ Tư lệnh Phòng thủ Nội địa Israel, đồng thời khẳng định lực lượng này đã tăng cường thêm các đơn vị liên lạc hiện đang hoạt động trên 250 khu đô thị của Israel để hỗ trợ trong trường hợp có bất kỳ cuộc tấn công nào xảy ra. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Nội địa Israel sẽ đưa ra các dự báo trên máy tính để dự đoán quỹ đạo bay của tên lửa sau khi nó được phóng đi, rồi khuyến cáo công chúng sinh sống trong một địa bàn cụ thể nên di tản đến các hầm trú bom. Trong cuộc xung đột ở Gaza hồi tháng 5 vừa qua, biện pháp trên đã cho phép các dịch vụ khẩn xử lý mọi sự cố trong vòng chưa đầy 5 phút. Ông Godin cho biết trong cuộc phỏng vấn từ phòng điều khiển sở chỉ huy đơn vị ở Jamni. Ông Godin cũng nhấn mạnh Israel đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ sự cố nào ở biên giới với Lebanon. AFP dẫn lời một nguồn tin an ninh Israel nói rằng quân đội Israel hy vọng có được sự ổn định với nước láng giềng phía Bắc đang bị sa lầy trong cuộc khủng hoảng kinh tế. Hôm thứ Năm tuần trước, Lebanon đã chứng kiến các cuộc đụng độ giáo phái chết người ở thủ đô Beirut khiến 7 người thiệt mạng, gồm cả các thành viên Hezbollah. Nguồn tin an ninh trên cũng cho biết Hezbollah được Iran hậu thuẫn là nguồn gốc của sự bất ổn ở Lebanon, đồng thời khẳng định nhóm vũ trang này khai thác các nguồn lực của nhà nước để phục vụ cho lợi ích của Iran. Theo nguồn tin của AFP, Iran đang tiến gần hơn đến công đoạn chế tạo được vật liệu phân hạch cho vũ khí hạt nhân so với trước đây, nhưng vẫn phải cần tới 2 năm để có được một quả bom nguyên tử. Nguồn tin an ninh của AFP khẳng định, chúng tôi đang chuẩn bị cho tất cả các lựa chọn và kịch bản, gồm cả các khả năng quân sự. Căng thẳng tột độ với Azerbaijan, phòng không Iran chuẩn bị gì trước cuộc chiến đang cận kề? Lực lượng phòng không Iran đang tích cực chuẩn bị với một loạt các biện pháp đối phó quyết liệt và sẵn sàng đối phó cho một cuộc leo thang quân sự lớn. Các điều kiện tiên quyết của Iran để đối phó với kịch bản leo thang, lực lượng vũ trang Iran đã triển khai ở khu vực các tỉnh Tây Bắc của nước này, bao gồm Gilan, Adabil và Đông Azerbaijan, gần biên giới Iran-Azerbaijan, Iran-Armenia và Iran-Thổ Nhĩ Kỳ, một nhóm đơn vị hỗn hợp được trang bị mạnh. Trong lực lượng trên có sự có mặt của hàng chục hệ thống tên lửa phòng không, cùng bộ binh cơ giới, xe tăng và các đơn vị công binh. Đây có lẽ là câu trả lời nghiêm túc của Tehran để đáp lại thông tin đã được Iran xác nhận về sự chuẩn bị lực lượng quân sự của Azerbaijan nhằm chuẩn bị tấn công Iran. Đề cập đến dữ liệu tình báo của chính mình về các nguồn có thẩm quyền khác trên lãnh thổ Cộng hòa Azerbaijan, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian đã đưa ra một tối hậu thư với lãnh đạo Azerbaijan, yêu cầu từ bỏ một số bước đi gây hấn và phá hoại có thể kích động leo thang, xung đột quy mô lớn ở khu vực Nam Caucasus, từ đó dẫn đến việc can dự theo từng giai đoạn hoặc ngay lập tức của toàn bộ khu vực Trung Đông. Trước hết, Iran phản đối về sự sẵn sàng của Baku trong việc cung cấp một số vùng lãnh thổ của nước Cộng hòa để lực lượng phòng vệ Israel triển khai các đơn vị tên lửa và pháo binh đe dọa trực tiếp an ninh của Iran. Ngoài ra, Azerbaijan cũng cung cấp các sân bay quân sự để lực lượng không quân Israel sẵn sàng tiến công vệ binh cách mạng Hồi giáo, các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạt nhân nằm sâu trong lãnh thổ của Iran. Thứ hai, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran thông báo với Baku rằng Iran không thể chấp nhận được việc các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang của Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện bất kỳ nỗ lực nào nhằm thiết lập quyền kiểm soát đối với khu vực Siunik
của Armenia và xây dựng trục giao thông Ankara-Caspian, bất chấp sự ổn định về quân sự, chính trị và chiến lược ở khu vực Nam Caucasus, cũng như các lợi ích kinh tế của Yerevan và Tehran. Trong trường hợp Baku và Ankara tiếp tục thực hiện các kế hoạch trên, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, lãnh đạo tối cao của Iran sẵn sàng chỉ huy vệ binh cách mạng Hồi giáo triển khai kịch bản vũ lực nhằm ngăn chặn các mối đe dọa của Liên minh Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ. Biện pháp tiến hành bao gồm sử dụng cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh lớn vào các đơn vị quân đội Israel được triển khai đến Azerbaijan, phá hủy các đường băng tại các căn cứ không quân quan trọng của Azerbaijan nhằm tránh cho không quân Israel sử dụng, cũng như thực hành tấn công theo hướng Sionic của Armenia nhằm hợp vây tiêu diệt các đơn vị chính quy của quân đội Azerbaijan tại khu vực này. Để khẳng định ý chí quyết tâm và thể hiện sự nghiêm túc trong ý định của mình, Tehran trước tiên đã thông báo cho các lãnh đạo Azerbaijan về lệnh cấm vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự và hàng không chiến thuật của không quân Azerbaijan tới nước Cộng hòa tự trị Nakhichevan qua không phận của Iran. Thứ ba, Iran đã xác nhận việc khởi động thực hiện dự án chung Iran-Armenia để xây dựng hành lang vận tải Vịnh Ba Tư Biển Đen, một lần và mãi mãi chấm dứt sự hình thành của hành lang Zengazus. Đồng thời, Iran kêu gọi Moscow phản ứng cứng rắn hơn đối với các hành động của Baku và Ankara, kiên quyết không thay đổi thực trạng biên giới của các quốc gia khu vực Nam Caucasus dựa trên các chi tiết về sự cảnh báo cả bằng biện pháp quân sự, chính trị của Iran được gửi tới Baku, Ankara và một phần là Jerusalem, là thông điệp mạnh mẽ cho thấy Iran sẵn sàng hành động nếu Azerbaijan vượt qua ranh giới đỏ. Theo thông tin từ phía Iran, trong thời gian qua đã có ít nhất 10 chuyến bay của máy bay vận tải quân sự C-130E, M Hercules và A-400M-180 từ các căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ tới các sân bay của không quân Azerbaijan. Số lượng thiết bị được chuyển giao trong thời gian đó có thể vượt đáng kể so với yêu cầu cho cuộc tập trận tình huynh đệ bất khả xâm phạm 2021. Nhưng liệu có khả năng xảy ra một kịch bản leo thang trong khu vực với việc Iran phải sử dụng các tên lửa phòng vệ để bảo vệ cơ sở hạ tầng hạt nhân, chống lại sự tiến công vượt biên giới của các loại vũ khí tân tiến do cả lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ, không quân Israel và quân đội Azerbaijan liên thủ, phương tiện tấn công đường không nào nằm trong chiếc ô chống tên lửa của vệ binh cách mạng Hồi giáo, các hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa hiện đại đang có trong biên chế IRGC có khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng các tên lửa hành trình, chiến thuật tầm xa có mức độ phản xạ radar thấp như SOMB-1 của Thổ Nhĩ Kỳ và Delilah AL của Israel. Hiện nay, trong lực lượng phòng không của Iran, radar của hệ thống phòng không Khorat 15 và Bava 373 đều là những loại radar dẫn đường và cảnh giới khá hiện đại. Radar trinh sát Tela 2 của hệ thống Bava 373 sử dụng radar mảng phà thụ động băng tần X được thiết kế với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia Trung Quốc, có thể theo dõi đồng thời từ 2 đến 6 mục tiêu với mức độ phản xạ radar từ 0,05 đến 0,02. Các tổ hợp này đều được trang bị tên lửa đất đối không với đầu dẫn radar bán chủ động dẫn đường tên lửa bằng radar của hệ thống cho đến khi tên lửa tiêu diệt được mục tiêu. Trong điều kiện địa hình đồi núi hiểm trở của Iran, nơi các tên lửa hành trình chiến thuật Delilah AL và SOMB-1 sẽ lợi dụng bày bám bề mặt địa hình ở độ cao rất thấp nhằm trốn tránh sự phát hiện có hiệu quả của các radar trinh sát của hệ thống phòng không Khonadal 15 và Bavarov 373. Như vậy, việc chống lại các loại tên lửa hành trình của phòng không Iran sẽ bị hạn chế tối đa, đòi hỏi Iran phải xây dựng những hàng rào chống tên lửa hành trình gần các khu yếu địa, nhất là các mục tiêu chiến lược có khả năng bị tấn công cao. Những hàng rào này có thể được dựng lên bằng cách triển khai một số khẩu đội phòng không tầm trung đa kênh kiểu MSAT-16 được hỗ trợ bởi hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp TOW-1 của Nga hoặc các hệ thống phòng không tầm trung Rapier của Anh và FM-80 Trung Quốc có trong biên chế IRGC. Nhưng ngược lại, các tổ hợp tên lửa phòng không Bava 373 và Khodat 15 có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật LORA và EXTRA của Israel, cũng như J-600T, JDRIM-1-2 của Thổ Nhĩ Kỳ là khá tốt do khả năng quá tải của các loại tên lửa phòng không trên của Iran là từ 27 đến 35 gram và các loại radar có khả năng bắt mục tiêu tầm cao tốt hơn. Và một loại vũ khí phòng không hiện đại của Iran không thể không nhắc tên, đó là một số tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300 PMU-2 mà Iran nhập của Nga cách đây chưa lâu. Hiện hệ thống S-300 PMU-2 đã được quân đội Iran triển khai đến các khu vực phía tây bắc của nước này, sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công như vậy. Còn các vùng tối chân đèn của hệ thống phòng không này sẽ được lấp đầy bởi hệ thống phòng không tầm thấp TOW-1 và hệ thống phòng không ZSU-23-4 Shikha rất hiệu quả chống mục tiêu bay thấp.